Em xin chào anh chị ạ. Xin chào cô chú. Thì hôm nay là một cái em làm một cái clip này để nói chung là hôm nay là một cái ngày khá là đặc biệt với em. Cách đây đúng 5 năm thì ngày này là cái ngày em bắt đầu gọi là cái gì? Bén duyên với cây lan. Thì những cái ngày này thực sự là có đều lưu trên trên Google hết. Bây giờ thì công nghệ nó hiện đại rồi, anh chị có chú không biết lưu trên ngày trên đó, trên trên lịch trên mấy cái Android này nọ thì nó tới ngày nó báo. Thì trên Facebook cũng có nhắc cách đây vài ngày, thì Facebook có nhắc là một cái kỷ niệm với một thằng bạn thân, thằng đó nó bắt đầu nó chơi lan vào cái ngày đó. Thì lúc đó là em đang làm ở Đà Lạt, lúc đó là đang phiêu bạt trên Đà Lạt. Bắt đầu thấy nó chơi, cũng bắt đầu tìm tòi ghiền. Vài ngày sau là bắt đầu ra Quang Trung, Hòa Bình. Trên Đà Lạt thì có hai chỗ đó, ở ngoài Quang Trung với Hòa Bình. Bắt đầu ra đó mua lan, bắt đầu là suốt một năm đó là ngày nào đi làm cũng ra đó. Và sau một năm đó thì nợ khoảng một mớ, bởi vì hồi đó làm chuyển phát nhanh đó. Chuyển phát nhanh ở trên công ty Carry. Ngày xưa tên của nó là Carry Tiến Thành, còn bây giờ nó đổi thành TTC đó. Thì lúc nào cũng có tiền trong người, thu tiền TTC đều của khách mà, lúc nào cũng có tiền trong người hết. Bắt đầu sẵn tiền đó thì cứ mua lan thôi, mua mới chơi, mua mấy cái lan vớ vẩn, mua cũng khá nhiều. Gặp lan gì lạ là mua, lan gì lạ là mua, mục đích đã sưu tầm. Và kết quả là sau 5 năm bây giờ nguyên một cái vườn trên kia, nguyên một cái dàn trên đó toàn là lan sưu tầm hết, loại gì cũng có, rất là nhiều loại, sưu tầm được rất là nhiều loại. Và tới hiện bây giờ thì vẫn đang là sưu tầm, có loại gì lạ vẫn cứ thích sưu tầm đem về nhà, chứ không có đặc biệt là chơi một mình giải hạt không như một số người bây giờ. Thì đó, hôm nay nói chung là cũng kỷ niệm ngày đó, thì em sẽ có mấy phần quà nho nhỏ, tạo một cái game show nhỏ để cô chú anh chị giao lưu với em một tí. Thì khách hàng, thực sự khách hàng của em thì có rất là nhiều, và khách hàng thân thiết cũng nhiều, khách hàng mua một lần hai lần cũng nhiều, mà khách hàng hỏi tư vấn này nọ cũng nhiều. Nên thực sự là quà cáp thì cũng muốn làm cái gì đó tri ân khách hàng, nhưng mà nói chung là nhiều quá, tặng cho người này không tặng cho người kia thì cũng không được. Và cũng có một số người đợt trước cũng có làm một cái game nhỏ như vậy rồi, khi tặng cũng dự đoán số này nọ, và khi tặng cho người này và người kia họ cũng đoán trúng, nhưng mà họ đoán sâu và họ không có chịu coi cái comment trước của người ta. Và người ta có nói một câu là anh đoán đúng mà sao em không tặng cho anh, hay là anh không mua hàng của em nên anh không tặng, nên em không tặng. Thì cái đó không đúng, bởi vì nếu mà cái đó em coi rất là kỹ, bởi vì nếu mà có sai sót những đó thì nó phiền phức, nó mất lòng lắm, nên em coi rất là kỹ. Thì cái anh kia anh đã comment trúng trước rồi, nên nói chung một cái game show này nó cũng chỉ là vui thôi. Nếu người nào đoán trúng thì được, không không được thì thôi, cũng chả có ảnh hưởng, cũng chả mất mát gì. Và nếu mình có thời gian mình vui vẻ thì mình chơi, còn cảm thấy mà cái chuyện đó nó màu mè quá hoặc là nó như thế nào quá thì ok, mình có thể nét qua cái clip này coi như mình chưa thấy, vậy cũng được, chả có gì, cũng chả ảnh hưởng gì. Bởi vì cây thì nhân dịp gì đó, hoặc là cây cối thì vườn em thì chủ yếu là những cái cây gieo hạt này không à, thì có chú anh chị cũng biết rồi đó, nên tặng thì cũng chỉ là những cây này. Nói chung là cũng chỉ là những món quà nhỏ, món quà nhân kỷ niệm 5 năm, 5 năm ngày em bắt đầu bén duyên với lan. Thì thể lệ cuộc chơi nó sẽ như thế này, cũng là một cái game show nhỏ thôi, nên em sẽ lấy cái giải đặc biệt của cái xổ số ngày hôm nay. Ngày xổ số hôm nay là xổ số Bình Dương, xổ số Bình Dương ngày hôm nay là ngày bao nhiêu, ngày 24 tháng 5, xổ số Bình Dương ngày 24 tháng 5. Thì sẽ lấy ba số cuối của cái giải đặc biệt á, ba số cuối của giải đặc biệt đó làm kết quả. Thì có chú anh chị nào á đoán trúng ba cái số đó đầu tiên và sớm nhất, dạ, và đoán thì trước khi đoán thì cô chú anh chị vui lòng ấn ấn subscribe, ấn theo dõi kênh của con,
bởi vì con cũng cần cái lượng tương tác nhất định nào đó trong một cái kênh của con. Ai cũng vậy cả, làm kênh YouTube thì cũng mình cũng muốn có cái tương tác gì đó, thì con cũng vậy, con muốn có một cái tương tác. Bởi vì kênh của con tương tác con thấy khá là dở so với những kênh khác, có thể là do cách nói chuyện nó không được hay, hoặc là cây cối này nọ nó không được đẹp, hoặc là nói gì đó, nên em cũng muốn có một tí tương tác gì đó. Nên cô chú anh chị khi xem kênh của con thì vui lòng ấn vào nút subscribe để tăng cái lượng subscribe. Thực ra những cái đó thì cô chú anh chị nó cũng không có mất mát gì cả, thì nói chung ấn subscribe giùm em thôi, cũng không có gì hết. Thì quay lại cái vấn đề game thì sẽ lấy ba cái số cuối của đài xổ số Bình Dương ngày hôm nay, ngày 24 tháng 5. Cô chú anh chị nào sẽ comment vào trong cái clip này nhé, không nhắn tin riêng, không nhắn tin riêng cho em, comment vào cái clip này và không được chỉnh sửa, chỉ comment một lần thôi, mỗi người chỉ comment một lần thôi và không nhắn tin riêng, bởi vì đợt trước có rất là nhiều người nhắn tin cho con, nó sẽ loạn đó. Comment vào trong ở dưới cái clip này, ở dưới clip này có comment mà, comment vào đó thì lúc chiều con sẽ sắp em sẽ sắp xếp theo cái thứ tự của tự động của máy mà, ai comment trước thì nó sẽ hiện lên trước, và chiều nay sẽ không có công bố kết quả. Phần quà thì phần quà thứ nhất là một cái cây dây linh xuân nụ số 8 rẻ đấy ạ. Cái này thì chắc là không còn sợ hãi sợ gì vấn đề chết nữa rồi. Một cây dây linh xuân nụ số 8 cho một cái giải giấc, người nào đoán trúng 3 số của cái giải đặc biệt, 3 số cuối cùng của cái giải đặc biệt đầu tiên đúng nhất và sớm nhất thì em sẽ gửi tặng cái này. Em sẽ chủ khi comment thì nhớ để lại số điện thoại. Comment là mình comment ba cái số đó, ba cái số mình đoán và một cái số điện thoại của mình, để khi mà mình có trúng thì em sẽ chủ động gọi liên lạc theo cái số đó để xin cái địa chỉ. Và khi em gửi quà phần những phần quà này cho cô chú anh chị thì em bao ship luôn, nghĩa là cô chú và anh chị chỉ việc nhận hàng thôi, chỉ việc nhận quà thôi. Dạ, cái người nào mà comment ba số đúng nhất, nhanh nhất thì em sẽ gửi tặng một cái mầm dây linh xuân nụ 68 này. Người nào comment đúng nhì, ba số đó đúng và nhanh thứ nhì thì em sẽ dành tặng 5 cây giả hạt Châu Như giao hạt F2 này. Châu Như thì cô chú anh chị biết rồi, toàn là hàng bệt không à, hàng này hàng của Lâm Đồng làm chứ không phải là hàng Thái. Bởi vì cái đó thì em sẽ nói sau về cái vấn đề những cây Thái về. Còn người nào đoán đúng ba số đó mà chậm hơn, chậm thứ ba, nhanh thứ ba thì em sẽ dành tặng một phần quà là một chậu giả hạt hoa hồng đỏ, cành dài như này đẹp. Nhớ là comment ba số đó và để cái số điện thoại kèm theo luôn ạ. Chỉ vì comment vậy thôi, còn những việc còn lại thì em sẽ kiểm tra kết quả và em sẽ chủ động liên lạc với anh chị. Còn cái này là chỉ là một game show nhỏ vui thôi, nên cô chú anh chị thích thì mình tham gia, không thích thì thôi, cũng chả ảnh hưởng vấn đề gì cả. Và nhớ ấn subscribe kênh giùm cho em với ba phần quà này. Dạ, và sắp tới thì trên kênh của em cũng sẽ làm, em nghĩ là em nếu mà có thời gian nhiều em sẽ làm nhiều game show vậy, tặng tặng cây cho mọi người. Bởi vì cây thực sự thì cây ở trong vườn nhiều lắm và đợt này cũng muốn chọn vườn bớt đi, vườn nó cũng bú lô xu hết, quá trời loại luôn. Và nếu mà bán thì nghĩ nếu mà bán rẻ quá thì nó cũng không đâu vào đâu cả, nó cũng vậy thôi, nên em sẽ tặng. Nhưng mà khách hàng của em thì cô chú anh chị biết rồi đó, đông quá nên sẽ tặng theo cái kiểu mà dự đoán may mắn như vậy, người nào may mắn hoặc chọn trúng thì được, chứ còn kêu mà tặng cho riêng ai đó cái cây thì nó không đáng lắm, bởi vì những cái cây này nó cũng không giá trị cao. Nói chung là cứ tặng vậy đi cho nó dễ. Dạ rồi, nếu mà cô chú anh chị mà xem kênh của em thì có thể ủng hộ em bằng cách ấn vào nút subscribe đó, để thứ nhất là để tăng tương tác, thứ hai là nếu mà thực sự quan tâm tới cái những cái vấn đề đó thì vấn đề kênh của em á, thì ấn vào cái nút chuông thông báo nữa. Cái khi ấn vào chuông thông báo đó thì nếu mà em đăng clip gì lên thì mình sẽ được thông báo luôn, sẽ đọc được thông báo liền về
về về trên Zalo hoặc trên YouTube hoặc là mail gì đó, để khi mà có đăng hàng gì đó thì mình sẽ được thấy thấy sớm, mình sẽ mua được sớm, bởi vì hàng của em thì nó cũng ít, không có nhiều, và đôi đôi lúc có những cái hàng nó nói chung là nó khá là hay để mình sưu tầm này nọ, mình chậm chân thì sẽ mất, thì dạng dạng như vậy. Đăng ký ủng hộ em cũng xíu thôi, cũng chả mất mát gì. Dạ rồi, em xin chào cô chú, em xin chào anh chị và con xin chào cô chú ạ. Mặt hoa này cũng mặt hoa lai đẹp.